Loạt điểm cộng trong phim công sở hot nhất nhì Cbiz, một bạch mã soái ca thần thái, quyết đoán, kết hợp với một nữ trưởng phòng cá tính đã tạo nên loạt tình huống dở khóc dở cười tại phòng kế hoạch 3. Mọi chuyện càng thêm hấp dẫn khi có sự nhúng tay của một nhân vật đầy tham vọng. Bên cạnh kịch bản hay, không thể phủ nhận sự thành công của Hôm nay phải cố lên nhờ tâm sức không nhỏ của bộ ba ngôi sao đình đám Vương Hạc Đệ, Trần Ngọc Kỳ và Trịnh Khải. Ngay khi lên sóng, bộ phim Hôm nay phải cố lên đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Hôm nay phải cố lên có nội dung xoay quanh các nhân viên văn phòng làm ở phòng kế hoạch 3 tại tập đoàn điện tử Cao Phát. Trước đây, phòng kế hoạch 3 từng là nơi thần bí và vẻ vang nhất Cao Phát, nhưng vì nhiều lý do, nơi này đã bị sụt giảm vị thế nghiêm trọng. Phim thu hút bởi cách kể chuyện hài hước cùng diễn xuất duyên dáng từ dàn diễn viên chính. Đáng nói, dù không quảng bá, tuyên truyền quá rầm rộ, nhưng Hôm nay phải cố lên vẫn gây sốt. Minh chứng cho điều này là các đoạn clip cắt của phim đang được chia sẻ rộng rãi trên không gian mạng và nhận về vô số những bình luận tích cực từ khán giả. Bên cạnh đó, thông tin về các diễn viên Vương Hạc Đệ, Trần Ngọc Kỳ, Trịnh Khải cũng được khán giả quan tâm hơn. Trong những tập phát sóng đầu tiên của Hôm nay phải cố lên, khán giả đã phải bật cười không ngớt vì sự ngây ngô của bạch mã soái Vương Hạc Đệ thủ vai. Sở dĩ xảy ra điều này vì dù là công tử, con nhà siêu giàu, lại thừa kế tập đoàn lên đến nghìn tỷ, nhưng bạch mã soái lại hành xử như đứa trẻ. Thay vì đến công ty của bố làm việc, bạch mã soái lại xin vào làm nhân viên quen tại tập đoàn điện tử Cao Phát. Trong ngày đầu đến văn phòng, anh chàng đã có cuộc đụng độ hài hước cùng với những đàn anh đàn chị trong phòng kế hoạch 3. Với diễn xuất xuất thần của Vương Hạc Đệ, nhiều người tin rằng anh sẽ thổi làn gió mới vào bộ phim này. Trước Hôm nay phải cố lên, Vương Hạc Đệ từng phục sáng thành sao với dự án Thương Lan Quyết đóng cùng Ngô Thư Hân. Trong vai Đông Phương Thanh Thương ở Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ gây sốt trên mọi mặt trận bởi sự vào vai quá ngót. Từ đây, anh chàng cũng đã dẫn đầu bảng xếp hạng diễn viên hút fan nhất. Bạn diễn của anh là Ngô Thư Hân xếp vị trí thứ 6. Đáng nói từ dự án này, Vương Hạc Đệ từng nhiều lần bị chỉ ra là đang hẹn hò Ngô Thư Hân. Mặc dù người trong cuộc giữ im lặng, song vì màn hợp tác quá ăn ý cả trong và ngoài phim, khán giả đã mong muốn Vương Hạc Đệ với Ngô Thư Hân thật sự thành đôi. Trong Hôm nay phải cố lên, Trần Ngọc Kỳ đóng vai Phạm Tư Tư, cô gái mạnh mẽ, cá tính và là trưởng phòng mới của phòng kế hoạch 3. Trong phim, mỹ nhân và bạch mã soái đã tạo nên những câu chuyện thú vị. Trong Cbiz, Trần Ngọc Kỳ được biết đến là do Đường Yên đỡ đầu. Có sự hỗ trợ của Đường Yên, ngôi sao trẻ đã lên như diều gặp gió. Cô liên tục được đẩy vào những dự án tốt, nhận vai diễn có nhiều phân cảnh đấu tranh nội tâm. Vai diễn đầu tiên giúp Trần Ngọc Kỳ được khán giả nhớ mặt đặt tên là cửu công chúa Thác Bạc Đình trong phim truyền hình Cẩm Tú Phỉ Ương. Ở dự án này, Đường Yên đóng vai chính, còn Trần Ngọc Kỳ đóng vai phụ. Khi Cẩm Tú Phỉ Ương gây sốt, Trần Ngọc Kỳ cũng được tiếng thơm lây. Đến năm 2019, Trần Ngọc Kỳ tiếp tục gây xôn xao khi hóa thân thành Triệu Mẫn trong phim Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Với việc sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp cùng thần thái thông minh, hoạt bát, Trần Ngọc Kỳ được đánh giá là phù hợp với vai chính diện, ngay thẳng. Với Hôm nay phải cố lên, Trịnh Khải vào vai Lý Thiên Nhiên, một người đàn ông luôn mong ước được làm trưởng phòng của phòng kế hoạch 3. Nhưng bất ngờ thay, trong ngày bổ nhiệm, Lý Thiên Nhiên phát hiện ra chuyện anh chỉ được làm phó phòng, còn chức trưởng phòng thì giao cho Phạm Tư Tư. Đến lúc bạch mã soái gọi mình là phó trưởng phòng Lý Thiên Nhiên thể hiện sự khó chịu ra mặt. Tuy nhiên không vì thế mà Lý Thiên Nhiên làm khó hay chơi xấu đồng nghiệp của mình. Với tính cách hài hước, thường xuyên bày trò chọc phá đồng nghiệp, Lý Thiên Nhiên đã phối hợp vô cùng ăn ý với bạch mã soái và Phạm Tư Tư để tạo nên những câu chuyện khiến khán giả cười không ngớt. Bên cạnh đó, nếu ai có khó khăn, anh chàng cũng sẵn lòng giúp đỡ. Trịnh Khải sinh năm 1986, anh từng tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải năm 2008. Trịnh Khải hiện đang là một trong các thành viên của chương trình Running Man Hoa ngữ mùa 10 cùng với Angela Baby, Lý Thần, Thái Từ Khôn, Bạch Lộc, Châu Thâm. Tại đây, Sao Nam đã mang đến hình ảnh vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Về đời tư, vào năm 2020, Trịnh Khải công bố thông tin đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn với bạn gái Miu Miu. Cặp đôi cũng không ngần thể hiện tình cảm và khẳng định sự yêu thương, tôn trọng dành cho nhau. Bạn đã xem bộ phim Hôm nay phải cố lên chưa và bạn ấn tượng với vai diễn nào? Hãy chia sẻ để Cbiz được biết với nha!